Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để dựng một quả súp hơi 718 JBL, loại súp hơi đơn 50. Và hôm nay thì hàng về thì em dựng luôn cho khách luôn, bao nhiêu bác khách đợi của em thùng của em về. Đầu năm thì các xưởng mộc do công nhân bị dịch Covid nên vỏ thùng loa hôm năm này hơi bị chậm một chút. Và em cũng giới thiệu luôn là cái vỏ full 40 715 JBL em cũng có hàng rồi. Đấy, vỏ full 40 JBL 715. Và đây là cái dòng súp hơi loại mà súp mặt các bác nhé. Đây là cái lưới của nó, chưa được dán tem mát gì cả. Ở bên trong thùng loa, bên trong thùng loa thì em có bắn bông tiêu âm màu trắng để giúp để tiêu âm và đánh tiếng trống nó sâu và mềm tiếng hơn, nó không đánh thẳng vào các cái thùng loa. Vỏ thùng gỗ dán dây phân tán, lỗ thông hơi ở mặt bát của nó, súp mặt đó nhá, gỗ sơn sần. Đấy, đây là cái súp hơi thì các bác đánh trực tiếp nhá, không qua một cái mạch phân tần gì cả, đánh trực tiếp từ đẩy ra và cắt cốt qua vang hoặc lâm tiếng hoặc là qua cốt. Súp hơi bát 50 em nắp hôm nay, em nắp với cả em có dòng bát RCF và dòng Dwell nhá. Còn hôm nay em nắp cho bác khách này trong tỉnh Đồng Nai là bát Dwell từ 220-100, đít bát có đôi 46 cái đốt tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng này là bát chính hãng, có mã là 18AH15, 1000W trên trở kháng 8 ohm. Bát chính hãng, tiếng nó rất là tuyệt vời. Xương nhôm đúc hình chữ Y, xương nhôm đúc hình chữ Y. Màng của nó được kết hợp sợi bông thủy tinh, kẹp lỗ là thép trắng, bích tê lỗ dày, hàng chính hãng của công ty. Và màng của nó là màng xếp ly lượng sóng, gân 3 gân. Đặc điểm các dòng súp mà gắn gân 3 gân, tiếng của nó cực kỳ tuyệt vời. Gân 3 gân và màng xếp ly lượng sóng và màng sơn dầu. Với cái quả súp hơi thành phẩm này của nó là 3,7 triệu quả này. Các bác có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt những cái dòng bát rời súp hoặc là vỏ thùng hoặc là thành phẩm. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong cái clip mới nhất nhá.